Hôm nay Thái Mình Tây xin chào quý vị các bạn. Hôm nay chúc ông rất vui xin hạ quý vị và các bạn. Cảm ơn bạn đã gần xa nha các bạn. Hôm nay là sẽ mình quay cận cảnh những cái chiếc máy. Các bạn thấy không? Kubota DC60. Bữa nay là hiện tại là bộ 2 máy cắt lúa nha các bạn. Còn dưới bằng đây 70 CW 2021. Cái này là máy có chữ bể nha các bạn. Ê cha 60 xuống gieo lũi đầu luôn. Rồi đó mấy cái máy đà các bạn. Máy mẫu á. Hôm nay là hiện tại bộ 2 máy nha các bạn, DC60 và 70. Và hôm nay là cắt lúa vụ hè thu năm 2024 nha các bạn. Rồi chuẩn bị bắt đầu khúc can sập các bạn. Cảm ơn bạn đã gần xa các bạn. Hôm nay là chiếc máy 60 cho bác ngày mua ở Vũng Liêm nha các bạn. Năm nay ủng hộ một con 60H cho các bạn mọi người cùng xem nha. Rồi bắt đầu 60 phượt các bạn. Trên đó mà một trên với chiếc 70 cắt lúa bên đây các bạn. Dưới bên đây luôn 60 phượt các bạn. Không thấy không bợ gì đâu các bạn. Còn 60 phượt. Đây này vụ lúa hè thu các bạn, năm 2024. Lúa chất giống đó là OM 54 nàng hoa cho các bạn mọi người cùng xem nha. Hôm nay là xin chúc quý vị năm nay một ngày lễ tri ân trưởng thành nha các bạn. Bữa nay là những xem các bạn quý vị thân mến. Hôm nay là sẽ cho các bạn mọi người chiếc máy DC60. Hiện tại hai chiếc máy, một cái chiếc 70 là đời 2021. Máy có chữ bể nha các bạn. Rồi hôm nay sẽ cho các bạn những quay cái chiếc DC60. Vụ lúa hè thu năm 2024.
tóc trẻ trúng mùa nha các bạn. Rồi bắt đầu máy lại tới các bạn. Này cúp này chỗ đó hơi sập nha. Rồi sáng mưa phượt các bạn, hôm nay là cho các bạn mọi người, hôm nay mình quay cận cảnh những tại một cánh đồng ở tỉnh Tiền Giang nha các bạn. Đến năm nay máy cắt xong rồi, rồi chuẩn bị bắt đầu tiếp tục ở đám đó các bạn. Đây 60 phượt các bạn ơi, xiết rồi các bạn, phượt cái máy chưa, không thấy không bỡ các bạn, còn 60 phượt. Không thấy không bựa các bạn. Còn đi xe 60 phượt. Wow, 70 bỏ mẫu luôn các bạn. Ây cha, cái này không sao đâu các bạn. Cái đây các bạn. À cái này trên cái má các bạn, hồi nãy nó cắt lúa, hồi nãy nó bỏ các bạn. Cái này trên cái má luôn. Cái này để trở lại sau các bạn. Rồi phượt các bạn. Đây mình sẽ chỗ đứng mình quay quay kiếm chợ đường mẫu á, mọi người sẽ mình quay nha các bạn. Wow, cái này chiếc đi xe 70 cắt qua đám đó các bạn. Đám này của ông Trung các bạn, với đây ông Trung với ông Mạnh với anh Hạnh luôn. Ở đây 60 cắt lúa đây. Cái lúa này của chị Đạp các bạn. Này, hôm mình quay á, mình quay mấy clip đã rồi, hồi nãy chị Đạp mày thấy dặm lúa các bạn. Hôm mình quay mấy clip đã rồi, mới chị Đạp hồi nãy dặm lúa các bạn, thấy hổng mới quay mấy clip đã rồi. Ây cha, xế hồi bị ngẹn các bạn, xế hồi nó ngẹn liền, tại vì có cái tấm lót để đặng chống ngẹn các bạn. Tại vì hồi nãy có cái tấm lót để đặng chống ngẹn á, xí hồi nó ngẹn một cái nó đứt dây liền. Khúc chợ đó hơi sập các bạn.
coi phượt các bạn. Rồi bắt đầu cái này, cái miếng mẫu ở đây để lại. Rồi 60 phượt các bạn. Sau đó mà trên cho chiếc 70 nha. Cái lúa với mình đây các bạn. Rồi mình xin tạm dừng nha các bạn.